Ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Quốc Dân, sinh năm 1965, chú xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội, và Hạ Đình Tuyên, sinh năm 2000, chú xã Hỏa Mạc, Văn Bản, Lào Cai, về hành vi vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo Cơ quan Công an, Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Thành nhận thầu thi công năm hạng mục hồng của dự án thủy điện nậm cấu do công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư giám đốc công ty Duy Thành đã bổ nhiệm, phân công tại quốc dân làm phó giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình thủy điện. Trong quá trình thi công dự án, dân thường xuyên yêu cầu Hà Đình Tuyên là thủ kho cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân. Mặc dù biết việc mình làm là vi phạm pháp luật, nhưng Tuyên vẫn nghe lời dân làm trái quy định. Ngày 9 tháng 8, dân chỉ đạo Tuyên cấp 144 kg thuốc nổ cùng 120 kiếp vi sai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3, công trình thủy điện nậm cấu dẫn tới sự cố tai nạn mìn nổ làm hai công nhân bị thương vong. Sau khi xảy ra vụ việc, dân đã chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân khi công an hỏi sẽ khai ông Trần Z, 55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị xét đánh chết. Đồng thời, dân báo tin với công an huyện Mường Tè công trường xảy ra vụ xét đánh là một người chết. Ngoài ra, dân còn chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn để đối phó với cơ quan pháp luật gây khó khăn cho công tác điều tra. Theo cơ quan công an, hành vi gian xảo này sẽ là tình tiết tăng nặng đối với bị can, hoặc cũng có thể dân cùng đồng bọn sẽ bị xử lý với một tội danh khác sẽ được khởi tố bổ sung trong vụ án. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng. Nhiều báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, anh Trần Z 55 tuổi ở tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, cùng anh Trương Đăng Hát, 34 tuổi ở Sầm Sơn Thanh Hóa, vào Trâm hồng tiến hành đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan để phá đá. Trong quá trình đặt thuốc nổ đã xảy ra tai nạn do mìn phát nổ đột ngột, khiến anh Trần Z tử vong. Anh Trương Đăng Hát bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã thuê một số người Trung Quốc trực tiếp thực hiện một số hạng mục. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12 tháng 8, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để điều tra về vụ tai nạn lao động nói trên. Cách đây khoảng một tháng, Tại tỉnh Lai Châu cũng xảy ra tai nạn lao động tại dự án thi công hầm thủy điện làm 3 công nhân tử vong. Thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm nhiều người thương vong. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng biện pháp phê duyệt phương án an toàn lao động. Đặc biệt, việc kiểm định, sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn nhiều vi phạm. Để tiếp tục tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa gửi công văn số 2354 đến các đơn vị liên quan đề nghị thực hiện nghiêm công tác này. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người. Đó là vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty than thống nhất TKV ngày 3 tháng 4 năm 2024, làm 4 công nhân tử vong. Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình tại khách sạn Le Parfum Hà Nội vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, làm hai người tử vong và hai người bị thương. Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái ngày 22 tháng 4 năm 2024, làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương. Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 1 tháng 5 năm 2024 do đổi nổi hơi trong quá trình vận hành tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, làm 6 người chết và bị thương 5 người. Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2024 sạt lở, phủ lấp đất đá do ảnh hưởng bởi mưa lớn tại vị trí thi công bóng của số 28, đường điện 500 kV, mạch 3 Vũng Áng, Quảng Trạch, thuộc địa phận núi Hoành Sơn, tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, làm lán trại của đơn vị thi công công ty Hồng Hoan bị đất đá phủ lấp. Hậu quả làm 3 người chết, 4 người bị thương là công nhân công ty Hồng Hoan. Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do tụt lở hầm lò, vùi lấp xảy ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2024 tại công ty Than Quang Hành TKV. Hậu quả làm 3 người chết, một người bị thương là công nhân công ty Than Quang Hành TKV. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên nhân của những vụ tai nạn lao động nêu trên chủ yếu do các đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng biện pháp, phê duyệt phương án an toàn lao động. Công tác tuyên truyền, tập huấn an toàn, vệ sinh lao động chưa thường xuyên, liên tục có chỗ mang tính đối phó không đầy đủ, không sát với nhiệm vụ công việc của người lao động. Việc quản lý kiểm định sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn nhiều vi phạm. Một số tổ chức được chỉ định hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm định, tổ chức đào tạo, tập huấn an toàn vệ sinh lao động. Trước đó ngày 21 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành công điện số 51 CDTTG về việc chấn trình tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động. Nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động, đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty, bộ yêu cầu thực hiện kiểm tra giả soát tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, đặc biệt kiểm tra việc xây dựng biện pháp, phương án làm việc an toàn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Đồng thời, quản lý, kiểm định sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động. Bộ cũng giao thanh tra bộ tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh lao động tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động đối với những đơn vị sai phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức thực hiện, gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về an toàn vệ sinh lao động. Theo quy định của Điều 18 Nghị định 39 2016 ndcp doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với các biện pháp sau khi xảy ra tai nạn lao động. Trước hết, doanh nghiệp phải tổ chức kịp thời sơ cứu và cấp cứu người bị nạn. Đồng thời, họ cần khai báo tai nạn lao động theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 39 2016 nơi DCP. Nếu tai nạn làm chết người hoặc nặng, doanh nghiệp phải giữ nguyên hiện trường theo nguyên tắc nhất định. Trong trường hợp cần cấp cứu và để nguyên hiện trường, người sử dụng lao động phải đảm bảo không làm xáo trộn hiện trường. Họ cần có trách nhiệm vẽ lại sơ đồ, lập biên bản, chụp ảnh và coi phim hiện trường nếu có thể, chỉ khi đã hoàn thành các bước điều tra theo quy định và có sự đồng ý bằng văn bản của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh hoặc cơ quan công an, họ mới được phép xóa bỏ hiện trường và mai táng tử thi nếu có. Doanh nghiệp còn có trách nhiệm cung cấp ngay tài liệu, đồ vật và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn theo yêu cầu của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu, đồ vật, phương tiện đó. Để thuận lợi cho quá trình điều tra, doanh nghiệp cần tạo điều kiện cho người lao động liên quan đến vụ tai nạn cung cấp thông tin khi được yêu cầu thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở là một bước quan trọng để điều tra các vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền quy định. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đầy đủ thông tin liên quan về tai nạn lao động tới tất cả người lao động thuộc cơ sở của mình. Hồ sơ tai nạn lao động cũng phải được hoàn chỉnh và lưu trữ theo quy định, với thời gian lưu trữ phụ thuộc vào tính chất của vụ tai nạn. Cuối cùng, doanh nghiệp cần thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho việc điều tra tai nạn lao động và thực hiện các biện pháp khắc phục, giải quyết hậu quả, rút kinh nghiệm và xử lý người có lỗi để đảm bảo an toàn lao động trong tương lai. Theo quy định tại điều 16, nghị định 39 2016 nđ DCP về hồ sơ vụ tai nạn lao động, người sử dụng lao động được giao trách nhiệm lập hồ sơ vụ tai nạn lao động. Hồ sơ này bao gồm nhiều tài liệu quan trọng để đảm bảo quá trình điều tra và xử lý tai nạn lao động diễn ra chặt chẽ và minh bạch. Trong số những tài liệu cần được bao gồm trong hồ sơ, đầu tiên là biên bản khám nghiệm hiện trường nếu có. Sơ đồ hiện trường cùng với ảnh hiện trường và ảnh nạn nhân đều là các phần quan trọng nhằm tạo ra một hình dung chính xác về tình trạng và vị trí xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hồ sơ cần chứa biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích, trừ trường hợp mất tích theo tuyên bố của tòa án. Các giấy chứng thương của cơ sở y tế được điều trị và giấy ra viện cũng là những thông tin quan trọng để đánh giá quy mô và mức độ nghiêm trọng của tai nạn. Ngoài các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ còn phải bao gồm các lời khai của nạn nhân, người biết sự việc hoặc những người có liên quan đến vụ tai nạn lao động. Biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động cũng là những phần không thể thiếu trong quy trình lập hồ sơ. Trong trường hợp mỗi người bị tai nạn lao động, họ sẽ được lập một bộ hồ sơ riêng để đảm bảo sự chi tiết và chính xác. Sau khi hoàn thành, hồ sơ tai nạn lao động sẽ được lưu trữ theo quy định. Người sử dụng lao động lưu trữ hồ sơ theo quy định tại khoản 8 điều 18, nghị định 39/2016/NĐ-CP. Trong khi cơ quan thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, cấp trung ương sẽ lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tiện lợi trong việc truy cứu thông tin và đánh giá những biện pháp ngăn chặn tai nạn lao động trong tương lai. Theo điều 38 của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với những chi phí và quyền lợi của người lao động khi họ gặp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp. Dưới đây là các khoản mà doanh nghiệp phải chi trả khi có tai nạn lao động. Sơ cứu và cấp cứu người sử dụng lao động phải kịp thời tổ chức sơ cứu và cấp cứu cho người lao động bị tai nạn, đồng thời đáp ứng chi phí sơ cứu cấp cứu và điều trị cho họ. Thanh toán chi phí y tế, người sử dụng lao động phải thanh toán chi phí y tế từ lúc sơ cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động, bao gồm chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục của bảo hiểm y tế. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. Chi trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp có kết luận suy giảm dưới 5%. Trả đủ tiền lương và bồi thường. Người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương cho người lao động nghỉ việc trong thời gian điều trị và phục hồi chức năng lao động. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn mà không do lỗi của họ gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp. Trợ cấp và giới thiệu điều trị, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn do lỗi của họ gây ra, giới thiệu người lao động bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa và điều trị, điều dưỡng phục hồi chức năng, thực hiện bồi thường và trợ cấp trong thời hạn, thực hiện bồi thường và trợ cấp đối với người bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 5 ngày. Kể từ ngày có kết luận của hội đồng giám định y khoa hoặc từ ngày đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra, sắp xếp công việc phù hợp, người sử dụng lao động không chỉ có trách nhiệm trong việc đảm bảo quyền lợi và chi trả cho người lao động bị tai nạn lao động mà còn cần đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và phù hợp với sức khỏe của họ sau quá trình điều trị và phục hồi chức năng. Sắp xếp công việc một cách phù hợp là một phần quan trọng trong quá trình hỗ trợ người lao động trong việc trở lại công việc sau tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp. Điều này bao gồm việc đánh giá cẩn thận về khả năng làm việc của người lao động sau khi điều trị, xác định được mức độ sức khỏe và khả năng chịu đựng của họ. Môi trường làm việc cần được thiết kế sao cho phù hợp với các hạn chế và nhu cầu đặc biệt của người lao động, đồng thời tạo điều kiện để họ có thể tích hợp trở lại công việc một cách dễ dàng và an toàn nhất. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các thiết bị hỗ trợ, điều chỉnh lịch làm việc, hoặc thậm chí là cung cấp đào tạo và hỗ trợ tâm lý để giúp họ thích nghi với môi trường làm việc mới. Đặc biệt, sự hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc sắp xếp công việc không chỉ giúp người lao động phục hồi chức năng nhanh chóng, mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy tinh thần làm việc và tạo động lực cho họ để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Điều này không chỉ làm tăng sự hài lòng của người lao động, mà còn đóng góp vào sự thành công của tổ chức trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực của mình. Lập hồ sơ hưởng chế độ từ quỹ bảo hiểm Lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định như vậy, doanh nghiệp không chỉ chịu trách nhiệm trong việc điều tra tai nạn lao động mà còn phải đảm bảo các quyền lợi và chi trả cho người lao động bị ảnh hưởng.